Chào các bạn nhé. Mình muốn hỏi bạn một câu thôi. Đó là khi bạn kinh doanh, bạn bán hàng thì bạn có chăm sóc khách hàng không? Và các bạn có coi khách hàng là thượng đế không ạ? Trong cái video này thì tôi muốn chia sẻ với bạn một cái câu chuyện khá là vui với một cái tiêu đề là ai mới là thượng đế? Tuy nhiên thì đầu tiên thì tôi có thể dám chắc chắn với bạn rằng gì ạ, gần như đa số chúng ta, những người đang kinh doanh ấy, là chúng ta đang lừa dối mọi người và tự lừa gạt chính mình. Và các bạn hãy nói thật đi, các bạn thường là các bạn sẽ không hề nghĩ khách hàng là thượng đế, đúng không ạ? Và bạn cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ khách hàng là thượng đế cả. Điều duy nhất mà bạn thực sự muốn ấy, đó chính là bản thân mình trở thành thượng đế. Khi bạn chiều chuộng khách hàng, đổi trả những thứ mà họ muốn đổi, rồi tặng quà khuyến mại, hay mời họ một ly nước lạnh trong ngân hàng, trong văn phòng của bạn, thì thứ duy nhất nằm trong đầu bạn không phải là sự phục vụ. Cái viễn cảnh mà bạn đang nghĩ đến đó là tạo ra một sự phụ thuộc không gì thay đổi được của khách hàng đối với lại các cái sản phẩm, dịch vụ hay là sự phục vụ của bạn. Và bạn luôn muốn khách hàng trở thành những con chiên ngoan đạo cho sản phẩm hoặc là dịch vụ của mình. Vậy thì các bạn hãy nói thật đi, ai mới là thượng đế? Một khi mà bạn đã thành công rồi ấy, một khi sản phẩm của bạn đã len lỏi và gắn sâu vào trong cuộc sống của mỗi người, thì thượng đế chính là bạn. Bạn có quyền ban phát sản phẩm của mình cho người này và tước đoạt nó từ người kia. Bạn cũng có quyền khiến người này hạnh phúc này và đẩy người kia vào chốn cực cùng của đau khổ. Vậy thì một lần nữa nói thật đi, ai mới là thượng đế? Sự phục vụ chu đáo của bạn ấy cuối cùng cũng là một cái miếng mồi ngon nhằm hướng đến một cái mưu đồ bá chủ, không thể khác đâu ạ. Và nếu như thế thì việc gì phải buồn khổ và lo lắng khi một con cá không hài lòng với miếng mồi câu. Người ta chỉ buồn khi thượng đế, chứ không phải là con chiên, không hài lòng với mình. Có một vài người sẽ cải đạo sang sản phẩm của đối thủ, sẽ chẳng khiến cho cơ nghiệp của bạn suy sụp đâu. Vậy thì các bạn hãy cứ bình tĩnh thay đổi miếng mồi để con cá có quyền được chết trong hạnh phúc. Đó. Thì bài học này không có cái ý khuyến khích đối xử tệ bạc với khách hàng. Ý chính là chúng ta không nên quá quỵ lụy với khách, không nên năn nỉ họ mua hàng. Giao dịch mua bán là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, và cả hai đều có tầm quan trọng ngang nhau. Các bạn nhớ nhé, cả hai đều có tầm quan trọng ngang nhau. Người mua không phải là thượng đế, mà người bán cũng vậy, cũng không phải là thượng đế nốt. Chúng ta là đối tác của nhau, vậy thôi. Đây là cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách thức chúng ta chăm sóc khách hàng và cách thức chúng ta bán hàng, và cái tâm thế của người bán hàng cũng như là khi chúng ta đi sử dụng dịch vụ sản phẩm của người khác. Ok chưa ạ? Đến đây thì tôi xin kết thúc cái video này và chúc các bạn thành công. Các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube của tôi nhé, để tôi có động lực để chia sẻ thêm cho các bạn nhiều các cái video clip hay hơn nữa. Và bây giờ xin chào các bạn.